Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Viti Rouge. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Viti Rouge. Các bạn có thể theo dõi ấn phẩm học đi thôi hoặc là website vitirouge.com để có thêm một số chỉ dẫn cho việc học tiếng Pháp. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một tập hơi ngoại lệ một chút, không có theo một cái series nào cả. Nhưng vì sắp tới sẽ có kỳ thi DELF B2 tháng 11, thế nên thì mình sẽ lưu ý cho các bạn một số điểm trong cái lúc mà chuẩn bị nước rút cuối cùng trước ngày thi. Spécifiquement pour le B2, vous pouvez aussi consulter le blog moviebiz.com pour trouver beaucoup d'autres des guides ou des explications sur le niveau ou le type de questions dans votre épreuve. Như vậy đối với phần thi B2 thì các bạn có thể tham khảo thêm một cái blog là moviebiz.com. Các bạn có thể xem các cái đường link ở dưới phần mô tả. Trong blog thì sẽ có nhiều bài chi tiết hơn về các cái vấn đề liên quan đến đọc, nghe, nói, viết của B2. Và các bạn đọc trong các cái bài có mẫu ví dụ hay là phân tích thì các bạn sẽ nắm được chi tiết hơn. Còn đối với tập postcard này thì mình sẽ khái quát sơ sơ một số các cái lưu ý cần thiết cho các bạn trước khi đi thi. Chứ mình sẽ không có nói đi sâu về chi tiết, không có ví dụ gì trong cái tập postcard này cả. Alors on va passer 4 compétences dans votre épreuve de DELF B2 comme les autres niveaux A1, A2, B1. Donc si vous avez déjà passé les autres niveaux, vous avez l'idée comment ça se passe votre épreuve. Nếu như mà các bạn đã từng thi A1, A2, B1 thì các bạn sẽ hiểu là cái quá trình thi, các cái kỹ năng nó sẽ diễn ra như thế nào. C'est-à-dire on va commencer par la compréhension orale, ensuite on va continuer avec la compréhension écrite, c'est-à-dire deux compétences de compréhension, on va attaquer tout d'abord. Ensuite on aura la production écrite et enfin on aura la production orale. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần nghe, phần sau đó tiếp theo đối với phần đọc. Vậy thì hai cái kỹ năng về hiểu á, thì chúng ta sẽ bắt đầu trước, rồi sau đó đến hai cái kỹ năng thực hành là viết và nói. Alors, la compréhension orale durera dans 30 minutes avec deux parties, c'est-à-dire deux exercices. Le premier exercice sera noté pour 7 points et le deuxième pour 18 points. Pour chaque compétence, vous aurez 25 maximum. Et pour obtenir le diplôme, vous devez avoir 5 points au minimum pour chaque compétence. Đối với mỗi phần thi thì các bạn sẽ chia nhỏ, có thể chia nhỏ các dạng bài tập. Như đối với phần nghe này, các bạn sẽ có một bài 7 điểm và một bài 18 điểm. Rồi các cái phần thi khác như bài đọc, các bạn cũng có hai bài với số điểm ngang ngửa nhau, tức là 14, 14 hoặc là 13, 15. 14, 14, 14, 11 hoặc là 13, 12. Vậy thì đối với mỗi cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì các bạn sẽ có lần lượt là 25 điểm tối đa cho mỗi kỹ năng. Vậy thì số điểm cao nhất mà các bạn có thể đạt được ở kỳ thi DELF là 100 điểm. Và yêu cầu để cho cái thí sinh mà được nhận bằng, được chứng chỉ B2 là, hoặc là các cái chứng chỉ trình độ khác cũng vậy, là phải có tổng điểm cho tất cả 4 kỹ năng là 50 và không có cái kỹ năng nào dưới 5, tức là 5 điểm là điểm thấp nhất cho một kỹ năng nếu bạn muốn đậu B2. Alors pour l'écoute, on va organiser comme ça. Dans 30 minutes, vous allez écouter un exercice sonore très court pour la première fois et une seule fois. Ensuite, vous avez quelques minutes à répondre aux questions et ensuite, vous allez continuer avec la deuxième exercice avec deux écoutes consécutifs et ensuite vous avez 5 minutes pour répondre aux questions. Voilà, c'est fin. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai bài nghe. Và bài thứ nhất thì các bạn được nghe một lần, nó ngắn nhưng mà chưa kịp định hình nó là cái gì thì nó đã kết thúc mất rồi. Và các bạn có 1 phút để đọc câu hỏi trước khi làm bài. Thì cái câu hỏi đó nó có thể là khoảng 7 câu, bao gồm phần lớn là câu trắc nghiệm. Vậy các bạn có 1 phút để đọc câu hỏi, khoảng 3 phút để nghe, khoảng 3 phút tiếp đó để trả lời. Sau đó các bạn bước sang bài thứ hai. Bài thứ hai các bạn cũng tương tự là có 1 phút để đọc câu hỏi, nhưng lần này các bạn có khoảng 13 đến 14 câu, bao gồm các thể loại trắc nghiệm, rồi câu tự luận, câu điền đáp án. Và các bạn có 2 lần nghe đối với bài dài này.
Donc pour le deuxième exercice, écoute, c'est un peu plus long, donc 4 ou plus de 4 minutes pour tout le document. Như vậy đối với bài số 2 này các bạn sẽ có khoảng 4 phút, hơn 4 phút một chút cho cái nội dung bài nghe đó. Et fais attention parce que ce sont tous les documents authentiques, c'est-à-dire ça tire d'une émission de radio ou une émission à télévision, journal ou c'est un extrait d'un documentaire à la radio. Nó là những cái nội dung tiếng Pháp thực, tức là được lấy nguồn trực tiếp từ các cái chương trình radio nữa, hay là các cái chương trình mà tổng hợp tin tức ở trên đài, tổng hợp thông tin thời sự, hoặc là từ một số các cái đoạn trích từ tài liệu, từ phim tài liệu, từ báo cáo qua phim tài liệu. Như vậy thì bài ngắn thì rất là nhanh. Về xét về cái độ dài của cái transcription đi, và cái phần transcript của mỗi cái bài nghe thì bài thứ nhất thì nó sẽ, nếu mà sai chữ khoảng 8-9 ha, thì các bạn sẽ có là tầm khoảng nửa tờ giấy A4. Và bài thứ hai thì tức là khoảng một tờ rưỡi tờ A4. Như vậy xét về độ dài dung lượng đi, nếu mà quy ra thành chữ, bài thứ hai thì nó sẽ dài khoảng 600. Như vậy thì nó xem nếu mà các bạn hình dung kỹ hơn một chút nữa thì nó khá giống với lại cái độ dài của cái bài đọc hiểu tầm B1. Các bạn có 3 phút sau mỗi lần nghe để trả lời câu hỏi. Và đối với cái bài nghe thứ hai, bài nghe dài, cái lần cuối cùng các bạn sẽ có tới 5 phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Le conseil ici c'est de vous profiter bien votre temps pour par exemple pour lire les questions, pour réfléchir. Et quand vous écoutez, il faut être 100% concentré. Et il faut aussi renforcer votre capacité de concentration avec la technique de note. Như vậy lời khuyên ở đây là các bạn hãy tận dụng triệt để thời gian, ví dụ 1 phút để đọc câu hỏi. Thì mình có nói sơ cho các bạn về cái độ dài á, và cái số lượng câu hỏi rồi đó. Thì trong 1 phút các bạn phải đọc khoảng 7 câu trắc nghiệm bằng tiếng Pháp từ trên xuống dưới. Như vậy câu trắc nghiệm thì nó là gì? Tức là nó có câu hỏi nè và 3 đáp án liên tục. Như vậy các bạn đọc với một cái dung lượng khoảng 7 × 3 21, tức là khoảng 21 dòng bằng tiếng Pháp, có độ dài khoảng 10-11 chữ và trong vòng 1 phút. Và đối với bài thứ hai thì nó sẽ dài hơn, tức là nó tới 13-14 câu, nhưng mà trong đó thì cái số câu hỏi trắc nghiệm thì nó còn khoảng một nửa. Như vậy thì các bạn cũng xem đâu đó là khoảng 21-25 dòng bằng tiếng Pháp, chừng đó cái nội dung thông tin phải trong khoảng 1 phút. Cái thời gian mình phải để cho mình suy nghĩ và trả lời câu hỏi thì các bạn phải suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc cẩn thận giữa các cái đáp án. Bởi vì thường giữa các cái đáp án thì nó có thể dễ bị nhầm lẫn, hoặc là giữa các câu thì nó có yếu tố liên quan với nhau, thế nên các bạn phải cân nhắc cho nó kỹ. Có thể là sai từ câu này thì nó dẫn tới sai cả câu sau. Và có một cái nữa thì khi nghe thì các bạn phải tập trung, cực kỳ tập trung cho việc nghe. Các bạn phải nhớ có một số thứ nó sẽ khiến chúng ta bị nhiễu trong cái lúc nghe. Ví dụ nếu các bạn mà bình thường khi nói chuyện với bạn bè, hay là nghe nhạc, hay là đang đọc sách, hay đang làm việc, mà các bạn hay bị phiền bởi các cái tiếng động xung quanh, thì đó là một cái vấn đề đầu tiên mà nó đang khiến cho chúng ta bị phân tâm. Như vậy thì các bạn phải tập để sao cho cái mình là, nếu như mình làm việc gì mình phải tập trung hoàn toàn, thì chắc chắn là sẽ phải tập trong lâu dài, chứ không thể nào mà đọc phương pháp hiểu là có thể ứng dụng ngay được. Các bạn lưu ý việc đó. Và có một cái nữa là giúp các bạn củng cố khả năng tập trung khi nghe là cải thiện kỹ năng ghi chép. Như vậy đối với việc cải thiện kỹ năng ghi chép thì các bạn có thể thử bắt đầu từ một cái bản tin bằng tiếng Việt đi, và các bạn xem thử là các bạn ghi chép được các cái nội dung sau khi nghe cái bản tin đó được nhiều hay ít. Có lưu ý với các bạn đây là một dạng bản tin ha, tức là ví dụ như là các cái bản tin ngắn thời sự nè, hay là bản tin tóm tắt cuối ngày nè, và trong độ dài khoảng 4 phút đến 5 phút. Chứ mình không nói các bạn những cái nội dung về video giải trí hay là câu từ, nó chỉ là câu phím, nó không có mang nghĩa nội dung nhiều lắm. Le type de texte ou le type d'information ou le type de données que vous allez traiter soit par audio soit par la lecture, c'est toujours le type argumentatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée sur juste l'information dans le texte ou ce que vous avez écouté, mais il y a aussi l'idée de l'argumentation, c'est-à-dire des idées, des contre-idées, voilà. Như vậy thì trong một cái bài nghe thì không phải chỉ là đơn thuần là thông tin, mà nó còn mang yếu tố phân tích nữa, tức là đưa ra một cái ý rồi phản đối cái ý đó, rồi đồng tình với cái ý đó, giải thích cho cái ý đó. Nó liên quan đến cái yếu tố lập luận. Thì bài đọc hay bài nghe nó đều có những cái hàm chứa
tương tự như vậy. Thế nên thành ra là nếu mà các bạn chỉ nghe và chép được các cái dữ liệu trong đó mà không kết hợp với việc phân tích á, thì dễ là mình sẽ chọn ra các cái đáp án nó bị sai. Alors, c'est la même chose avec la lecture. Donc, la lecture, vous allez deux exercices d'écoute. Donc, ça fait très très long. Votre lecture dans une heure. Các bạn lưu ý là các bạn có một tiếng để đọc và các bạn có tới hai bài đọc như vậy. Lưu ý là có khoảng 30 phút trong một bài đọc thôi. Như cái tờ báo chia cột ra và chữ khá là nhỏ rồi. Vậy thì đối với cái việc đọc thì nếu như mà các bạn làm tốt bài thi như IELTS reading chẳng hạn, thì như vậy các bạn cũng có thể ứng dụng một số các cái kinh nghiệm vào bài đọc tiếng Pháp. Từ vựng phong phú thì tất nhiên là các bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc đọc hiểu, đặc biệt là đối với các cái câu hỏi nó giống giống nhau, hoặc là những cái câu phrase for, hoặc là những cái câu mà người ta sử dụng cái cách là đặt câu hỏi nhưng mà bằng các cái từ đồng nghĩa, liên hệ từ vựng nó càng nhanh thì nó sẽ giúp cho cái tốc độ đọc bài các bạn tốt hơn. Kể vốn dĩ là nếu mà các bạn ít đọc báo, ít đọc tin tức hay là ít đọc sách thì tất nhiên là cái khả năng đọc của bạn nó sẽ chậm hơn so với lại cái người mà đọc thường xuyên. Cái việc đọc nó giống như kiểu là tập luyện cho mắt mà, nên các bạn cần phải tập đọc thường xuyên để cho mình làm quen với lại một cái tờ giấy mà có rất nhiều chữ như vậy. Thì ví dụ như là đọc một lúc mà nhiều thông tin như vậy, đôi khi là sẽ bị ngợp, bị mệt, bị căng thẳng, bị mỏi mắt, hoặc là các bạn bị rối bởi vì là đọc trong một cái bài text rất dài khoảng 700 chữ, sau đó lại các bạn lại đi mò trong từng câu hỏi, xong rồi các bạn lại lướt lại vào bài, rồi các bạn lại check câu hỏi, các bạn lại lướt lại vào bài. Rồi đặc biệt là những cái câu phrase for thì đôi khi nó không chia theo trình tự trong bài nhiều cho lắm, và có những cái câu thì nó hướng tới việc là hỏi ý chính của một đoạn, thành ra là đi tìm các cái chi tiết để đánh câu trả lời thôi thì nó chưa đủ. Il faut attention parce que parfois vous êtes trop attentif avec les mots nouveaux. Ce ne sont pas des mots clés mais ce sont des mots nouveaux pour vous et vous faites comme l'habitude, c'est-à-dire que s'il y a des mots nouveaux, on va copier-coller, on va chercher dans le dictionnaire, donc ce n'est pas d'appel de faire ça parce que quand vous lisez pendant l'épreuve, il n'y a pas de dictionnaire à côté de vous. Khi các bạn làm bài đọc thì các bạn đâu có từ điển bên cạnh đâu. Nếu như mà các bạn cứ chăm chăm vào những cái từ mới thì nó sẽ là một cái chiến lược đọc rất sai lầm. Il faut bien distinguer entre les toutes petites nuances dans chaque propos de réponse. Như vậy đối với trong các cái câu trắc nghiệm thì người ta có đề xuất cho các bạn ba ABC, ba cái thôi, ABC. Nhưng mà nếu như các bạn không để ý vào những cái tiểu tiết rất nhỏ giữa các cái câu á, thì như vậy các bạn sẽ khó, rất khó để chọn được cái câu trả lời chính xác. Và thường thì có nhiều câu mà nếu các bạn đọc nhanh hay là đọc lướt qua một lần, các bạn có thể chọn nhầm. Và các bạn cần phải lưu ý. Et enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas maîtrisé votre technique de lecture. Donc pour la technique de lecture, pour assurer une bonne compréhension, il faut bien faire une lecture globale, ensuite des lectures pour chaque paragraphe avec des résumés, petits résumés. Et enfin, c'est-à-dire de revoir encore une fois sur les détails difficiles. Như vậy, một cái trình tự đọc thông thường thì các bạn sẽ đọc để hiểu ý chính. Sau đó các bạn đi từng phần và mỗi phần. Sau khi đọc xong nên tóm gọn, mình nên tổng kết lại theo từng cái đoạn ngắn là mình đã đọc được cái nội dung gì trong khoảng 5 câu, 6 câu, 7 câu vừa rồi. Cái lần đọc cuối cùng là về phần đọc chi tiết, tức là chúng ta đào sâu vào những cái chi tiết khó ở trong bài, liên quan đến những cái câu hỏi khó ở trong đề. Các bạn nên tập đọc theo một cái trình tự như vậy. Và các bạn cũng lưu ý là trong cái câu hỏi thì nó sẽ có những câu hỏi liên quan đến việc đọc hiểu tổng quát nội dung bài, dạng bài. Và đôi khi người ta sẽ dùng một số các cái từ khóa mang tính tượng hình, thì các bạn có khả năng phân tích để nhìn ra được cái ý tưởng người ta giấu đằng sau cái từ ngữ đó hay không. Alors pour la production écrite, on aura 60 minutes pour faire 250 mots. Et donc vous avez le droit de plus ou moins 10% par rapport à 250 mots. Các bạn có quyền là được nhiều hơn hoặc ít hơn khoảng 10% so với lại 250 từ người ta cho phép. Từ thì được tính bằng việc là có khoảng cách, người ta sẽ tính bằng một từ. Các cái từ mà có cái gạch nối thì người ta sẽ tính hết là một từ chung cho cả cái từ ghép đó.
Và từ cái số lượng từ thì người ta sẽ tính từ cái nội dung bài viết chứ. Nếu các bạn làm bài viết thư mà có tên người gửi người nhận thì chỗ đó nó chưa tính vào cái 250 từ. Và người ta cho phép các bạn là được nhiều hơn hoặc ít hơn khoảng 10%. Nhưng lời khuyên là các bạn viết sao thì viết dao động trong khoảng 250 đến 260 là ổn nhất. Ngắn hơn, tức là khoảng 240 thì người ta sẽ chấm dựa trên là cái mức độ xuất sắc, cái khả năng chọn lọc từ vựng, hay là cái khả năng truyền tải một cách xúc tích, nhưng mà nó phải thực sự là làm nổi bật được hết vấn đề. Nhưng mà nếu các bạn viết khô khan, thiếu ý, chưa đạt yêu cầu thì tất nhiên là sẽ thấp điểm hơn. Còn viết dài thì dài quá thì thành viết dại, không đi vào trọng tâm, lòng vòng thì cũng sẽ bị mất điểm. Tính trung bình ra thì trong 60 phút, tức là các bạn sẽ có khoảng 15 phút cho 5 câu hoàn chỉnh bằng tiếng Pháp. Có nhiều bạn đặt câu hỏi là 250 từ này thì có tuyệt đối hay không? Thì trên thực tế là nó không tuyệt đối, nhưng mà các bạn thấy là mình sẽ có một vài cái thủ thuật nhỏ để xác định xem tự là cái lượng từ vựng mình đã viết được bao nhiêu. Các bạn có thể thử nhiều bằng cách là viết ở trên máy tính chẳng hạn, có các cái công cụ để đếm bao nhiêu từ. Sau nhiều lần viết thì các bạn có thể án chừng được là cái khả năng mình viết trong thời gian đó là bao nhiêu. Hoặc là các bạn có thể quy đổi ra thành trung bình cho từng câu. Ví dụ một câu các bạn viết trung bình khoảng 7 chữ thì tầm B2 thì các bạn viết một cái câu khoảng từ 12 cho tới 15 chữ. Thử viết một cái câu mà có cái một cái độ dài tương đối ha. Đấy, câu đó là mẫu câu chuẩn trung bình, rồi các bạn có thể tự quy đổi ra. Un problème pour les candidats comprend pas ou ils ne concentrent pas dans la présentation des arguments ou l'argumentation dans l'épreuve n'est pas assez claire. Thường các bạn gặp một vấn đề trong phần viết là cái khả năng lập luận ấy, cái việc trình bày làm sáng tỏ các cái tư duy lập luận ấy, nó không có rõ ràng. On abuse trop votre lexique ou votre connaissance grammaticale. Và đôi khi các bạn bị rơi vào tình trạng là bị lạm dụng từ vựng hoặc là bị lạm dụng thủ thuật cấu trúc ngữ pháp nhiều quá. Viết nhiều subjunctive, viết nhiều conditional và các bạn sẽ nhồi vào. Cái đó là cái sai lầm. Thứ hai là có từ vựng phong phú, từ lạ càng tốt, nhồi vào và các bạn nghĩ là như vậy điểm cao. Sai lầm thứ hai. Cái quan trọng ở trong bài là cái yếu tố phân tích lập luận. Mà nếu như các bạn không chỉ ra được cái mấu chốt nguyên nhân hệ quả nè, giải pháp nè, phân tích giải pháp nè, phân tích nguyên nhân nè, phân tích lý do nè, hậu quả nè, hiệu quả nè. Nhưng mà nếu các bạn không có các cái ý đó và tổ chức bài không hợp lý, như vậy chỗ đó mất điểm. Nói mà viết dễ thì cũng dễ, mà viết khó thì cũng khó. Khó được điểm cao và dễ được điểm trung bình. Và có một số các cái vấn đề nữa là khi các bạn học từ tiếng Anh sang tiếng Pháp và các bạn dùng cái cách khai triển của tiếng Anh sang một bài tiếng Pháp thì chưa chắc là nó sẽ ổn. Nó khác với lại cái lối viết của người Pháp thông thường, làm cho cái bài của bạn nó trở nên lạ lẫm. Vậy thì câu hỏi là làm sao để có một cái văn phong mà nó gần với lại tiếng Pháp hơn, thì rõ ràng là các bạn nên nghe nhiều hơn và đọc nhiều hơn. Các bạn dần dần sẽ nhìn ra được cái cấu trúc bài, cái cách người ta tổ chức ý ra làm sao. Cuối cùng là về phần nói, la production orale, vous pouvez choisir parmi deux sujets que vous tirez par hasard. Các bạn có quyền chọn một trong hai cái đề mà các bạn rút thăm ra và các bạn nhìn thấy. Các bạn có khoảng 30 giây, 15 giây để các bạn đọc sơ qua cái nội dung của hai bài. Thì lời khuyên là trên bài nào mà các bạn đọc vào các bạn hiểu được nhiều hơn thì các bạn nên lấy. Nếu các bạn đã từng biết cái chủ đề rất là rõ ràng thì các bạn nên lấy, không nên chọn những cái đề lạ ha. Bởi vì lạ thì trong vòng 30 phút các bạn không đủ khả năng xoay sở để cho nó thành cái bài hoàn chỉnh. Không nên mạo hiểm đối với các cái kỳ thi ngoại ngữ, bởi vì ở đây người ta không chấm vào ý sáng tạo hay tính đột phá. Rồi trong vòng 30 phút đọc đề và phân tích rồi trình bày. Vậy thì rồi thì các bạn sẽ vào trình bày với lại giám khảo trong vòng 4-5 phút, rồi sau đó các bạn được nghe đặt một vài câu hỏi phản biện để trả lời. Thì có một số các cái vấn đề thường gặp phổ biến ở các cái bạn đi thi làm cho cái điểm của các bạn nó bị thấp. Vous essayez de rédiger comme le deuxième exercice d'écrit et ensuite vous lisez ce que vous avez écrit dans votre papier. Cái đầu tiên là các bạn viết, sau đó các bạn đọc lại cái bài viết của mình. Thế thì người ta đâu cần phải tổ chức thêm một bài thi nói, người ta đâu chấm điểm viết hai lần đâu. Khi các bạn học đến trình độ B2 rồi thì các bạn cũng phải hiểu một điều là chuyện nói và viết nó luôn luôn có sự khác biệt. Như vậy trong phần trình bày, nếu như các bạn trình bày như là các bạn đã viết một cái gì đó rồi các bạn đọc lên, thì chắc chắn là phần diễn đạt, điểm diễn đạt, cái khả năng diễn đạt của các bạn còn rất là tệ.
thì người ta không thể nào chấm điểm các bạn cao cho phần nói được. Cũng là như cái vấn đề của phần viết, tức là các bạn lạm dụng quá nhiều cấu trúc, được là dùng cái từ này, dùng cái từ này, hay dùng các cái câu này thì sẽ làm cho cái bài nó hay hơn. Nhưng cái bài nó hay hơn với điều kiện là nó đã hay rồi thì nó mới hay hơn được. Nhưng mà nếu như ban đầu mà nó đã dở rồi á, trông nó rất là lố. Vậy thì một cái bài mà mang tính là kiểu nhồi nhét vào, và khi mà các bạn dùng từ dùng nó nhiều quá mà trong khi là ảnh hưởng từ việc phát âm hay là cái nói của bạn nó không có lưu loát á, thì đưa vào những cái từ đó thì nó sẽ làm cho các bạn là bị khựng lại những cái chỗ đó. Từ cái từ là viết thì dễ, nhưng mà đọc lên là bắt đầu ấp a ấp úng, thì như vậy mất điểm ở những cái chỗ đó và làm cho người ta khó hiểu nữa. Thà là các bạn dùng một cái từ mà ai cũng biết là nói ok, và nó ý nó rõ ràng rành mạch. Chứ còn bây giờ làm những cái từ cao siêu nhưng mà cuối cùng là không phân tích ra được, không nói trôi chảy hết được, như vậy mất điểm. Các bạn hay dựa theo formula, tức là dựa theo công thức, dựa theo mô típ có sẵn, dựa theo một cái bài tham khảo rồi. Đáng lý người ta là phải tập nói cho được, nhưng đây là mình học thuộc và mình đọc cho nó thuộc. Và cái quá trình mà luyện nói thì nó rất là mất thời gian. Tất nhiên là vì cái việc đọc đi đọc lại nó sẽ cần thiết để giúp cho các bạn hình thành ngữ điệu hay là cách trình bày nó nghe nó mượt mà hơn. Nhưng cái đó chưa đủ để cho cái khả năng nói. Nếu như bây giờ là có một cái người bạn đứng trước mặt mình và một cái nội dung như về bài học đi chẳng hạn, cũng vẫn có thể là cầm cái quyển sách, cầm cái giáo trình ở trên tay, nhưng mà hai người vẫn có thể trao đổi được một số thông tin mà không cần nhìn vào sách. Ở đây không phải là bạn khảo bài mình, mà hai bạn bè cùng giúp nhau làm sáng tỏ một số thông tin ở trong bài. Ý tưởng của cái phần nói nó sẽ là như vậy. Mình thấy rất buồn cười là khi các bạn đặt vấn đề nó giống như kiểu là chuyện như là ai cũng phải đúng như cái ý của các bạn nói nhưng không giải thích gì cả, mặc định nó là đúng, chẳng biết là nó đúng từ khi nào, nó do ai tuyên bố, do ai khẳng định. Và không có ví dụ, nói như là bác sĩ đang đọc đơn thuốc. Bạn tưởng tượng là mời ông bà vào ăn cơm, sau đó thì bảo là hôm nay con sẽ mời ông bà một bữa ăn với rất nhiều đạm, protein, glucid, rồi vitamin A, vitamin B. Như vậy các bạn thấy là cái đó nó không phải trong một cái bối cảnh giao tiếp thông thường. Nó làm cho người ta cảm tưởng như là các bạn nói về bữa ăn, nhưng mà làm cho người ta có cảm giác như một bài thuyết minh khoa học ấy. Là nếu như các bạn nói trình bày thông tin dưới góc độ như vậy, thì sau đó vào cái câu hỏi của giám khảo ấy, thì các bạn cũng phải trả lời dưới một cái phân tích khoa học rõ ràng như một khoa học gia. Vì thực chất là vấn đề là do mình không có nói, không có giỏi diễn đạt hết được những cái mình đang suy nghĩ bằng tiếng Việt ở trong đầu. Vậy thì những cái bài đó chắc chắn là sẽ điểm không có cao được. Vậy thì đó là một số các cái lưu ý cho nghe, đọc, viết, nói. Thì các bạn có thể tham khảo và các bạn cân nhắc để điều chỉnh dần dần trước ngày thi. Merci de votre attention et bonne chance. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này và chúc các bạn may mắn trong kỳ thi sắp tới.